Anh cho em hỏi tại sao với 800 ngàn mà khẩu phần ăn của vận động viên bóng bàn tại sân Mỹ Sình lại kém chất lượng đến như vậy à? Ê, hiểu lầm rồi, chúng tôi đang đề ra chiến lược thực phẩm xanh sạch cho các tuyển thủ. Ê, hey, thực phẩm xanh sạch là sao? Anh không thấy cái sân bóng nó chùi lủi như là sân làng hả? Chúng tôi lùa gà vịt bò ra cho nó ăn, sau đó chúng tôi làm thịt bò gà vịt đó cho các tuyển thủ ăn. Tất cả nguyên liệu do sân bóng tự sản xuất thì đúng ra nó phải rẻ hơn chứ, sao 800 ngàn mà có vài món vậy? Thì phần lớn là tiền nó mua phân để rải cho cỏ tốt hơn, mà cỏ tốt thì bò gà mới có thức ăn để ăn chứ. Vậy sao mua mẹ ngoài đi cho nó nhanh với rẻ? Ê, đâu có được, cái tuyển thủ rất thích ăn ruột của mấy con gà ăn vịt, mà mua mấy cái đó ngoài mức vệ sinh lắm. Sân chúng tôi có đội ngũ rút ruột rất giỏi, ruột gà ruột vịt nấu lên rất là thơm ngon. Ôi trời ơi, là do phải nuôi sạch và thuê người rút ruột nên món ăn mới đắt thế đúng không huấn luyện viên? Đúng, mà không chỉ vậy, bữa ăn của chúng tôi thật ra không phải 800 đâu, mà giá trị thật của nó lên tới hàng triệu lận đó. Ủa mà sao nó đã ít rồi mà giá trị còn lên tới hàng triệu vậy huấn luyện viên? Thì nếu nấu 800 ngàn là nhiều lắm, vận động viên ăn vô bị mập không thi đấu được, phải tốn mấy trăm ngàn mua thuốc giảm cân nữa, mệt lắm. À, vậy là ăn ít có nghĩa là bằng với ăn nhiều cộng với tiền thuốc giảm cân đúng không? Đúng rồi, anh thông minh lắm á. Giảm cân mà các ăn ít là vừa an toàn mà vừa hiệu quả. À, đúng là hiểu lầm anh rồi, tôi xin lỗi nha. Mà anh còn lòng gà, lòng vịt không cho tôi ăn ké với. Còn nhưng mà không đủ, đợi xíu tôi ra tôi rút ruột thêm rồi đem vô ăn nha. Ok anh. Cảm ơn nhiều, để tôi rút ruột bên công ty tôi luôn.